Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Đang giới thiệu tới mọi người đó là một sản phẩm dàn nóng điều hòa của xe Ford Everest 2007 đến 2009. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Baco tại Thái Lan. Anh em cùng nhìn này. Đấy. Cái dàn nóng này. Đây là phía hai đầu để chúng ta bắt mặt bích nhé anh em nhé. Mặt trước này, phía mặt sau của sản phẩm này. Đây là bốn cái chân để chúng ta gài vào chỗ giá đỡ bắt két nước nha anh em nhé. Lên đời này thì phin của dòng này nó đã sử dụng là phin lọc túi liền dàn. Đây. Dàn được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp thiết kế theo kiểu tép nhôm đúc kết hợp lại với nhau. Đây. Anh em mà cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.